Nè mi ơi. À nè nè. Mi ơi. Anh ơi. Này, có 200 ở trong tài khoản của anh em không rút được thì tháng sau anh em đưa anh 500 nhá. Nó đéo cho rút. Em rút thử rồi nó không cho rút. Không có tiền lẻ. Ừ đấy, thảo nào em bảo mọi hôm rút được mà sao nay không rút nổi. Thế nên anh cứ cầm 200 đi, rồi tháng sau em đưa anh 500 nhá. Cái gì?